Sao đấy? Con nó cắn. Cắn ở đâu? Ông để hỏi có ba phần. Tưởng... sữa. Đâu mẹ? Con nó cắn chứ anh cắn gì. Ôi sặc sữa rồi, sặc sữa rồi con ơi. Con ơi, sặc sữa rồi. Ôi, mẹ chưa. Ôi, sặc sữa rồi. Ôi, sặc sữa rồi. À, mình lắm cơ. Ý là bố. Mỗi người bố ăn nút hai quả. Có gì đó. Không phải vì nó chắc là giờ lại còn 5 hộp vào để ăn lấy được. Ôi dồi ơi, con ơi, con nhai bố ơi. Gì đấy? Thằng bé bú bên, thằng lớn bú bên nhá. Chắc chắn thích bú tôi bú. Bú bên, uống hết sữa thằng bé, thằng lớn uống hết sữa thằng bé. Tham ăn. Mà có tham ăn thì người như kia. Đoán chữa bé mỡ chả thấy người đâu. Trời ơi. Thèm quá vợ ơi, chồng thèm quá. Thèm đi tối. Luôn cơ. Giờ này đang chuẩn giờ ăn cơm một tối. Luôn cơ. Thầy U ra ngoài kia. Cả thầy U chứ. Thâm ít thôi. Ngày xưa đang nấu cơm mà được nữa. Thầy U ở bên ngoài. Ngày xưa khác. Đang nấu cơm mà bế lên bàn bếp được. Ông vừa phải thôi nhá. Ngày xưa khác. Ngày xưa chưa có vướng bận gì đó khác. Bây giờ đây này. Tất cả tại thằng sữa. Sữa ai sữa tất cả tại con ấy nhá. Bố là giận con ấy nhá. Đang con bảo là thế lỗi này là lỗi của ai? Sướng cho lắm mà xong rồi phanh không kịp. Em cứ bảo là để vào bên trong anh mới thế. Ừ, đi ông phanh không kịp thì ông nói thẳng là ông phanh không kịp. Ông lại còn ừ đấy. Tại em quên uống thuốc như em một mà uống thuốc thì không có sữa đâu. Ừ. Thấy chưa, nghe con có phản đối chưa? Sướng cho lắm xong rồi còn kêu nhờ. Đấy. Sao? Ôi trời ơi. Sao con đấy? Ai bắt nạt con? Ai bắt nạt sữa đấy? Sao? Hay con nó lo rồi. Hả? Chắc thế. Lo rồi nhưng bố nó đã lo đâu. Bố lớp thì tối. Chết rồi, hay là rằng nó không? Vợ ơi. Hay là rằng ra nó không? Sữa chào bố đi nào, bố đang quay phim lại sữa để mai sau bố cho sữa xem lại này. Đây này. Bye bye. Hello, sữa chào mọi người đi. Sữa chào mọi người nhá. Bé sữa chào mọi người nhá. Sữa chào mọi người đi sữa ơi. Đấy, bắt đầu. Ăn xong buồn ngủ nó tè tè đấy. Ị chưa? Ngày hôm nay ị hai phát rồi, ăn xong lại ị. Ăn xong ị nhá. Cứ thằng bố ăn xong một cái là ôm bụng nhà vệ sinh. Ăn xong rồi ăn ôm một cái khác là tối nay nhường bố một bên nhá, sữa nhá. Đấy. Nhá, sữa nhá. Tối nay nhường bố một bên nhá. Nhường bố một bên nhá. Nhá. Đảm bảo đấy. Giống như thằng bố ăn xong một cái là ôm nhà vệ sinh. Thằng bố ôm một cái khác cơ mà. ôm luôn được ý. Ôi mặn nếu à. Thôi bố tắt máy đây. Đi ra ăn cơm đi.